Dạ, con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có giông ma, giông quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại cái khu rừng tràm mà ngày hôm qua cũng đã gặp được một vong linh của một anh Hữu. Thì anh nói chung anh mất là vì ông bệnh buồn, bệnh buồn ngãi cả nhà, buồn thương buồn yêu á, mà cứ như bị tự như bị phản bùa vậy cả nhà. Thì chẳng là mình vô mình làm bùa, mình đến ngày mình cúng kiến mình lại không cúng á, mình bị phản thì mình mất. Thực sự nói chuyện đó thì rất bình thường, thì do là anh không có biết cách đó cả nhà. Như là một phần nữa tình yêu phải chính chân thật chứ đâu mà như vậy. Nhưng mà có quan trọng một điều là anh có thông báo với con một chuyện á, là hiện tại ở đây vẫn còn một chắc gọi là quỷ quá, chứ thì gọi là vong nữa nha. Tại vì anh nói là sư phụ của anh bây giờ là đã bắt luôn cả là vong linh để mà tu luyện ba cái tà thực, vậy là gọi là quỷ rồi nó. Cho nên ngày hôm nay con cũng đã gọi là đến đây để coi cái ông sư phụ đó con đã bắt vong nào về thì chưa, tu luyện chưa cả nhà, để mình có thể mình giải cứu cái vong linh đó. Nhưng mà không biết cái khả năng con có thể là giúp đỡ được hay không, nhiều khi không thể. Nhưng mà có lẽ con phải cẩn thận nha, vào chắc có lẽ con sẽ úp trước thì tính sao nữa nha. Nhưng mà cái chuyện lúc trước thì mình dùng những lời nói mình giác ngộ vong linh, nhưng mà đối với con, mình biết cái hiện tượng này cũng rất là hung dữ và tôi đã có tu luyện pháp thuật, cho nên mình phải là mình tiền trảm hậu tấu cả nhà, gọi là tiền trảm hậu tấu, mình đánh trước đi hỏi sau nó an toàn nha cả nhà. Vậy rồi thì con mời cả nhà mình tiến vào trong nữa cả nhà. Chắc bây giờ chứ bây giờ mình vào mình giả bộ mình khuyên chắc đủ đánh đó. Mình vào là mình chưa hết, mình đánh trước mình tính sau thì chắc nha cả nhà. Cẩn thận nha cả nhà, nguy hiểm quá. Hồi nãy tính ở ngoài kia nói chuyện với cả nhà mình về vấn đề mà tiền trả mâu tấu quá nha, là đánh trước thì nói sao đó. Nhưng mà chạy tới đây cũng nhớ lại nói không biết có nghe không đây. Thôi mình im xin nha cả nhà, bây giờ con sẽ im, con sẽ không có nói gì hết, mình sẽ đi tìm cái quỷ này coi xem sao, mà không biết có về hay chưa nữa chứ. Kỳ kỳ mới được. Để bị ăn đòn ạ. Xem về ta. Thân thảo nhau nha. Chắc ông chưa về quá.
Để chưa về ta. Chắc ông đi bắt bông chưa về rồi cả nhà. Gì ta, tiếng tiếng nhiều xíu nữa. Ui, hình như mình thấy có bóng đèn trước gì vậy. Đây có cái kìa, phải không ta? Mờ quá. Ui, giống lắm cả nhà. Máy xuống nhà đây nè. Đóng lắm cả nhà. Đóng máy xuống nhà cả nhà. Ủa? Thôi. Chỉ cần chưa kịp vô luôn cả nhà. Chưa kịp vô luôn cả nhà. Màu kia kìa, phải không ta? Ôi, nhìn thấy nó giống thật. Ủa, ok đó, mày thấy thấy giống lắm rồi nhà con tiêu rồi. Giờ không giống nó lớn luôn. Ủa, kỹ ta. Có ra đây không trời? Hồi nhóm đang hồi nãy đang luyện cái trà thực đó cả nhà. Bây giờ là mình chói, bây giờ là mình chói luôn nha cả nhà. Đặt là chói luôn á, đặt máy xuống chói luôn nha cả nhà. Chắc ngoài đặt xa xa. Ok ta. Mất tiêu luôn trời. Cẩn thận. Có những cây không ta? Nói thấy mà mờ mờ chạy lắm kêu. Cẩn thận được cả nhà. Cái này thì kiểu như nguy hiểm quá. Gặp chưa biết con ông này tu luyện thế nào nữa. Mà thấy bắt con linh tu luyện thấy là rén rồi đó. Chứ coi là cái luật phương pháp là cũng cao á. Kìa kìa kìa. Phải không ta? Đúng rồi. Ồ, ngồi lúc cây mà luôn cả nhà. Đó, mày thấy không? Chắc ngoài là các bạn nha, cái máy xa xa như thế nè. Cái máy xa ra, lại được nha. Liền nha. Thả tôi ra đi.
tôi ta giúp đỡ trong thôi mà. Đỡ cái gì? Thì muốn đưa ông đi về chùa đấy mà, cho ông tu hành thập đạo thôi. Hỏi, tao không có đi. Bây giờ tao hỏi một lần, nhóm mày có đi về hay không? Về gì về trời, để đến đây giúp đỡ trong mà về gì. Tao không cần, nhưng mà bây giờ á, mày muốn Ông tao tha cho mày á, thì tao tha. Nhưng mà mày phải bỏ mày đi về. thì kia chưa gì hết, đuổi tôi về thì có gì thì từ từ nói. Mày có tin tao giết mày không? Thì giờ tôi nằm đây thì ông muốn giết giết thôi, với tôi có cản được đâu. Nhưng mà cứ dù muốn giết tôi thì ông phải để tôi nói vài lời chứ. Tao cho mày một cơ hội cuối đó. Bây giờ mày đi về đi, mày còn gia đình nữa. Chứ nếu mà mày còn lì ha, thì mày đừng có trách tao. Tao sẽ giết mày, tao không để cho mày sống sót đó. Về là phải về rồi đó. Nhưng mà ông cho tôi nói vài lời trước khi tôi về được không? Này sao mà nó không sợ chết rồi, nó hiền dữ vậy? Ừ thì chủ yếu là muốn đến đây để mà giúp đỡ trong. Ôi sao? Mày không sợ chết vậy? Trời trời, chết rồi nè. Tao nghe cho mày, tao nói đến như vậy rồi mà mày còn không chịu về. Thôi. Thẳng 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 là mày phải ở đây mày mới chịu hả? Trời trời. Lỡ tao đánh tắm tao giết mày rồi sao? Thì đến đây thì trước khi đi giúp vong là tôi cũng đã gọi là nửa mạng rồi mà còn cái đâu mà sợ, mà không sợ giết, sao không giết. Vậy là mày muốn thành vong linh giống tao phải không? Để tao giúp đỡ cho. Không có thành vong linh, chỉ là muốn giúp đỡ cho ông để cho ông có thể là sớm được đi đầu thai thôi. Ơi tu hành đi, chứ ở đây mà bắt vong bắt bắt ma về tu luyện quá tà thật chi vậy. Sao mày biết tao bắt vong mà mày nói? Thì ngày hôm qua có đến đây gặp đệ tử của ông á, nói chuyện với ổng, ổng kể ông đi bắt vong về em tu luyện bả tà thật gì đó. Đúng vậy, ngày hôm qua tao đi tìm vài cái vong linh để tao về tao tu luyện pháp thuật của tao, để tao có thể tăng cường sức khỏe Ơi cho pháp thuật của tao đến cảnh giới cao nhất. rồi tự nhiên làm hồng ma như để mà sớm mà đi đầu thai chứ bị bắt vong tu luyện chi, rồi trả nghiệp cõi ta bà nữa, rồi biết chừng nào mới được đi đầu thai chuyển kiếp. Ủa, đầu thai là cái gì vậy? Đầu thai là đầu thai thành người ấy, đầu thai thành gì cha. Ừ trời, Tao không biết, tao mới hỏi. mà ông tu luyện bao lâu rồi mà ông sức mạnh giờ tôi mới không lại ông luôn Đúng, 200 năm rồi. hả? Cái gì Gần 200 năm. ghê ông nội? Mày chỉ cần tao búng một cái thôi là mày có thể biến khỏi chỗ này rồi đó. Biết Nhưng mà tại á, tao cũng tha cho mày một con đường sống, nhưng mà mày không chịu đi. Chứ tao thấy mày cũng có cái bản ngã mày hơn đó, bởi vậy tao mới buông ra đó. dạ. Thì nói chung thì đến đây chỉ là muốn giúp đỡ cho ông thôi. Dạ. Tính 200 năm tính ông cố ông sơn ông thở gì luôn rồi. Mày giúp đỡ tao bằng cách nào? Dạ ông ngồi xuống nói chuyện con xíu được không? Trời ơi vính gì chết con rồi. Ây da trời ơi, khuôn mặt kìa Khuôn mặt tao đẹp đẹp đẹp, khuôn mặt đẹp quá. tưởng là mày nói xấu tao bẻ cổ mày liền. Ha, không có đẹp đầu đẹp trai ghê luôn, răng nanh răng vuốt không chờ khép cái răng lại đi chứ để răng nanh sợ không chết luôn cung rồi nè. Không Tao tu luyện nó ra vậy, giờ mày kêu tao khép lại sao tao khép được? chứ giờ ông đưa cái răng nanh vậy kêu con về sao con dám về, giờ con cái tay con gì túng hết trơn bước không đi được thì sao đi vậy. Mày nói nữa, chút xíu là tao cắn mày, tao hút máu giống mấy cái vong linh kia đó.
Ừ thôi bây giờ mình cũng đã ở cõi ta bà này chắc cũng gần 200 năm rồi. Mình không muốn được đi đầu thai thành người á. Ngày xưa là người mất hay là con gì mất mà tu luyện ra như vậy vậy? Chưa, ta là con người chứ là con gì? Ai biết, tưởng đâu động vật tu luyện thành người sao? Thôi mà bây giờ mày giúp đỡ tao bằng cách nào? Mày chỉ giải cho tao nghe coi thử cái được không? À thì nói ông thế này á, con đến đây á thì cũng được xác lệnh của bề trên để mà giúp đỡ đưa cho các văn minh đang lang thang cõi tàu bà như hiện tại như ông đó, để mà được đi về chùa núi tu hành học đạo để sớm được đi thai, chứ những hồn ma lang thang, những con quỷ dữ giống như ông vậy ở cõi tàu bà bây giờ đói khát lạnh lẽo, rồi nhiều khi bắt vong và tu luyện rồi tạo thêm cái nghiệp nữa, nghiệp chồng nghiệp, rồi biết khi nào mới được đầu thai chuyển kiếp. Là một phần mình cũng phải hướng về cái đường chính đạo, đi đi vào con đường đó mình mới tốt được. Còn cứ đi cái đường này thật sự không phải nói nha, ngày xưa chắc ông cũng hiền hậu hay gì đó, mà ông đi con đường này ông thành 100 mấy năm mà thấy ông cũng hiền chứ, 100 mấy năm mà nếu mà ông ngày xưa hung dữ hung hăng bây giờ thành quỷ cái này chắc ông ai cũng bắt gặp, ông ai cũng giết luôn quá. Ngày xưa lúc ta còn sống, ta sống cũng có tình có nghĩa lắm, Ờ ta vậy cũng thường giúp đỡ bà con dữ lắm. rồi vậy sao rồi, tự nhiên không để được bề trên rước đi rồi phai chính kiếp mà lại tu luyện ba tà thực chi để đến giờ thành như vậy? Tao có biết đâu, chuyện thì nó dài dòng lắm, tao cũng không muốn nhắc lại nữa. 100 mấy năm hả? 200 năm hả? 200 năm ngày xưa làm sao trời, con cũng không biết luôn, hai đời thế kỷ rồi trời ơi. Ngày xưa làm sao, ngày xưa nhà sao, nhà lá hay là nhà tường hay là nhà đất, nhà lá rồi 200 năm là mọi cái nhà 200 năm là Làm gì mà có nhà tù. Hồi lúc tao còn sống á, nhà của tao á là nhà cột cây rồi yeah. dắt á, là dùng sụn nói với rơm trộn lại á, để tô lên làm cái dắt á. Là tường rồi, tường đất. Trời ơi. Nói cũng đúng ha. Ừ. Thế là nhà ông giàu luôn á. Giờ này làm gì được nhà, có nhà nào như vậy? Nghèo đơn sơ lắm mày ơi. Rồi dừng vậy mà nó trống rỗng, nó cái nhà vậy thôi chứ nó như là cái chầu á. Trời. Để coi cái mặt cái cậu. Coi mặt ông cái Đừng có xỉu. rung dò giờ hết dám đi luôn rồi. Ông làm giờ 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 là ông đuổi con về có không về được nữa, cái giò túm thì sao đi ra được, về giờ cái nước ông để ông đưa ông đi về chùa đi rồi con mới đi về được, chứ giờ ông ở đây như vậy sợ muốn chết thì mặt mày xương không thì răng nanh nhăn vuốt như vậy rồi ai dám đi giò cẳng như túm hết trơn, như ngồi lết không thấy hả? Thôi giờ ông đi về chùa đi rồi con đi về mới được, chứ ông không đi về chùa luôn, ngồi đây hoài luôn á. Đi chùa tao biết đường đâu mà đi. Thì giờ ông muốn đi không đưa cho ông đi thiệt cũng đưa được, Thân hình của tao như vậy về trển chắc phá banh chùa người ta là trển quan. làm gì phá, ông về ông lo ông tu hành thôi chứ còn gì đâu phá, ai muốn ông về tới ông quậy làm chi mà. Mấy ông trụ trì ở trên chùa thấy cái khuôn mặt của tao như vậy rồi ông có dám nhận không? Trời, ông yên tâm đi, nếu mà ông chấp nhận á đi về chùa á chút xíu còn sẽ hồ biến cho ông khui được khuôn mặt như ngày xưa, đẹp trai làm hoàng ảnh tỏn liền ngon lành luôn. Được thôi, mày xạo tao, mày xạo tao là mày không còn mạng nha. Sao dám xạo với ông, đầu gì ông cũng lớn rồi, ông cũng pháp thuật cao nữa, rõ rệ ông quánh chết sao. Mày nói được mày làm được không là tao bóp cổ mày nha. Được, nói được còn được. Mày quên nữa, rồi hổng hổng rồi bắt vong về tu luyện rồi ăn thịt vong rồi no chưa, cái đói không? Tao không có ăn thịt nữa, tao cắn nó tao lấy máu à. Rồi hồn siêu quá tán ta hết trơn rồi. Rồi đó giờ bắt nhiêu vong rồi
bắt dông tu luyện rồi, trăm mấy chục năm chắc cũng cả ngàn con hả? Nhớ không nổi mày ơi, Rồi buồn bởi ngủ quá. bởi vậy giờ ông đi về chùa núi đi tu hành đi, tụng kinh niệm Phật nhiều vô giảm bớt cái nghiệp mới đi đầu thai được, chứ ông mà cái này hoài ông ở đây hoài luôn á. Đi chùa về núi thì được rồi, mày giúp đỡ tao được không? Đã được mà. Có mới nói với mày, đừng có hứa lèo rồi nói cho qua lo, để nói ngon nói ngọt rồi một hồi rồi bỏ đi về nha. Trời ơi, nam tử Hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đập dép, nói là làm. Là mà bây giờ ông ngồi đây sao dám về? Rồi nếu mày nói mày giúp đỡ được thì mày giúp đỡ giùm tao đi, Ừ. tao lang thang lâu dữ lắm rồi, tao cũng bắt những nhiều cái vong linh tao tu luyện, bây giờ khuôn hình với hình hài tao nó ra như vậy, thật sự mày sửa đổi mày giúp đỡ giùm tao được á thì ngày hôm nay mày giúp đỡ giùm tao coi. Rồi người giờ trước tiên á, thì để cúng kiến cho ông dùng trước đi, giờ không biết kêu ông gì, ông tơ ông sơ ông khổ gì đó. Kêu ông thôi, Ủa mày cúng cái gì vậy? cúng cơm chay với lại ba bánh trái cây để cho ông các ông linh dùng á. Tao uống lao dùng linh quen rồi, tao đâu có dùng mấy cái món cơm chay trái cây này đâu. Thôi Mày nha, nói tao nghe lạ lạ. thôi nha, đừng nói uống máu trong linh quen, mày đưa tao mày đưa mày để tao uống máu là không được đâu nha, tao còn đi về vợ con nữa nha. Tao thấy mày cũng hiền, mà thấy lúc tao đạp mày tao tính xử mày rồi đó, mà tao thấy bản ngã mày cũng hiền quá thôi tao mới thả mày ra đó. Chứ nếu tao uống máu mày là tao uống từ lúc ban đầu rồi, chứ đâu mà ngồi nói chuyện với mày tới bây giờ cho nó mỏi miệng. Đúng rồi. Thôi giờ xin phép có thể lui vào cung nghỉ ngơi đi, thì con sẽ lập cái bàn cúng ra cho ông ra hưởng. Dùng cơm đi, dùng cơm chứ biết mùi vị, chứ lâu rồi không dùng cơm, cơm ngon lắm. Rồi cái chút xíu rồi mình vào mình hoàn nguyên tâm sự, thì chỉ có một ít phép thôi đi giúp vong, chứ con yếu quá, lỡ muốn gặp quỷ dữ hơn ông nữa rồi không có nấu lợi đâu ha. Làm sao mà chỉ được, tu luyện thì là do bản năng bản ngã mình tự nghiên cứu mình tu luyện ra thôi, Vậy hả? chứ Rồi giờ tao có chỉ mày đi chăng nữa mày cũng không biết học làm sao nữa. trời ơi, để từ từ tính đi, chút tính giờ cúng cho ông dùng nha. Đâu mày cúng mấy cái món đó tao dùng thử kìa, vừa khẩu vị không. Rồi vậy thì giờ tạm thời xin mời lui vào cung nghỉ ngơi, rồi chút xíu mời ông ra dùng nhau. Ừ, cũng có lễ phép đó. À, ông đi đi chứ con mới đứng dậy được, chứ ông ngồi đây con rung, cái giọng rung sợ mấy cái nanh của ông nó xước trầy chảy máu. Đi tao đi. Dạ đi rồi cả nhà ơi. Ôi trời, ôi dạ, ôi trời ơi trời, quýnh cái sất bất sang bang luôn, chấn thương tâm lý luôn nha. Thôi nhờ được cái miệng dẻo chứ không là tôi mạng rồi. Ê. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Bây giờ quay về đây đi cả nhà, cho nó dơ quá. Chứ như là trống trống sạch sạch kìa. Ủa cái này sạch nè. Cái này sạch nè cả nhà. Rồi, ngồi đây đi cả nhà. Ôi, ôi trời trời. Rồi sạch nè nha, ngồi. Ui da, té một cái. Đã người yếu rồi. Ông quên quất con đạp, con đạp nữa kìa. Rồi để con đạp con cúng vậy nha, hên là được nhờ cái miệng dẻo chứ miệng miệng mà cứng cứng đơ đơ là chết với ổng rồi, chắc bài tơi cũng độ một phần nữa. Tính ra mạnh thiệt đó nha, quýnh con văn luôn. Bây giờ còn nhức ôi mà thật sự nhìn mặt ông ghê lắm cả nhà ơi, thấy con còn ghét càng lần càng vuốt không, trăm mấy chục năm luôn, gần 200 năm luôn cả nhà. Thời đó là thời gì ta?
Con biết thời đó như chắc cũng lịch sử giỏi lắm nha. Con không biết thời gì luôn. Để nó sao đi. Mình ăn trước thì cái nha. Cũng cái rồi rồi để con tắt mấy cái hương tranh thủ ra cho sếp con vô dùng rồi chút tính thật sự, tại vì nói chung là còn phải ghẹo ghẹo ổng vui vui cho ổng bớt nóng nha cả nhà. Giờ cái nhà để con xíu nha cái nhà. Dạ nam mô Phật, nam mô Di Đà, nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Địa Tạng Vương. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch, Phật Hoàng Bốn Cảnh, có thần liệt ở đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái miệng đại các ông linh đang đói khát ngày các ông. Thì con mong rằng các ngài các ông sẽ hoan nghị hỷ sản cho ông linh đang trú ngụ đây được ra hưởng để một công ăn sống tương ấm lòng người già. Rồi cả nhà nghỉ phép để bài thức như cái nha. Cái gì mình gặp nó lạ dữ vậy trời. Cây cơm rồi phải dùng thử cái mấy cái khẩu vị nó làm sao. Máu dòng linh nghe rồi dùng thử đi cho biết. Lâu quá mình mất mình không dùng những món này.
Chết rồi, chết rồi. Hết sức luôn. Rồi sao rồi ông đã dùng cơm với lại bánh trái con chưa? Nãy giờ tao dùng rồi. Thấy ngon không ông? Lâu quá tao không có dùng mấy cái món này. Thấy nó cũng lạ lạ, Trời. nhưng mà nó cũng ngon. Ngon hả? Ừ, ngon nghe được rồi. Thì nói chung thì con đến đây cũng có một chút tấm lòng nho nhỏ là cơm với bánh trái để mà cúng các vong linh thôi, chứ cũng không có khả năng gì nhiều để mà mua sơn hào hải vị để mà cúng cho vong linh đó. Thì lại một phần nữa mình cũng sẽ chuẩn bị đi về chùa về núi tu hành học đạo rồi, thì mình nên dùng đồ chay cho nó nhẹ cái lòng để mình sớm mình đi. Thì còn về phần ông á thì ông nói ông tu luyện gần gần 200 năm, ông mất chắc cũng 200 chưa? 201 năm. Trời, có lẽ 1 năm đó hả? Rồi rồi rồi, ông người đó ông có tên tuổi gì không, tên gì? Hồi đó tao tên Lực, Út Lực. Lực hả? Đúng vậy, người ta gọi tao là Út Lực. Ghê ta, Út mà lực dữ ta. Trời ơi. Thì ông có thể cho ông biết là ngày xưa vì sao mà ông mất, mà ông phải đi lang thang cõi tàu bà để mong tu luyện ra thành hình như vậy không? Sao ông không được gia đình hơn cho hưởng hương khói cho vậy? Thiếu thốn dữ lắm mày ơi, Dạ. đâu có gạo thóc gì đâu mà ăn đầy đủ, có khi bữa đói bữa no ăn khoai mì khoai lang là đa số, cứ Dạ. vậy đó là sống qua ngày, chứ nó nghèo khổ dữ lắm, đâu có đủ gạo đâu mà ăn. Dạ. Thì á, được một thời gian dài á, cứ ăn như vậy sống qua ngày, rồi từ từ á tao lớn tuổi, rồi tao già, rồi tao mất đi. Lúc tao mất xuống á, tự nhiên khuôn mặt của tao nó biến thành con quỷ như vậy nè, rồi bởi vậy á thành mặt quỷ nhìn dị hạm quá, tao lang thang chỗ này chỗ kia, tại vì tao mới nghiên cứu từ đó mà tao tu luyện phép thuật để phòng vệ bản thân của tao, để chống chọi những ông thầy pháp dữ, những con quỷ dữ hơn tao á. Vậy là khi mà ông mất xuống là ông thời gian sau là ông biến dạng thành là gì luôn hả? Đúng vậy, tao cũng không hiểu sao già mất đi, lúc mất xuống tại sao không được chuyển kiếp đầu thai làm lại một kiếp người mới, mà lại biến thành cái hình hài như vậy. Thì cũng từ lúc mà biến ra cái hình hài như vậy, tao thấy vậy tao mới nghiên cứu, tao tu luyện phép thuật luôn, và tao tìm những cái vong linh đó để tao lấy máu nó nghiên cứu, tôi tu luyện ngày qua ngày đó. Thì tính đến hôm nay thì tao gặp mày đó, thì hồi nãy tao cũng đã nói đó, chắc cỡ cũng 201 năm á. Dạ. Trời, thực sự con không biết là ngày xưa là vì cái hoàn cảnh thế nào. Theo con nghĩ là chắc ngày xưa ông muốn đào tạo cái nghiệp gì đó, cho nên khi mất xuống ông mới có hình dạng như vậy. Thì thôi, ngày hôm nay cũng gọi là đến giờ, đến khắc, đến thời điểm để mình được đi về chùa, về núi để cho ông tu hành, niệm kinh, niệm Phật để giảm bớt cái nghiệp của mình rồi. Thì thực sự ông bây giờ nghiệp rất là nặng, thật nặng, nặng lắm luôn á. Tại vì mất xuống rồi mình đã có cái hình hài như vậy rồi, mà ông còn phải bắt thêm vong linh để mà ông tu luyện. Mà từ 100 mấy chục năm tới nay là ông biết biết bao nhiêu vong linh đã hồn siêu phách tán trong tay ông không?
Đó, như vậy nghiệp ông rất là cao, rất là nặng. Bởi vì bề trên mới dẫn đường dẫn lối á, cho ông gặp con ở đây để mà cho ông đi về chùa về núi để trong tu hành đạo đó. Thôi thì con khuyên ông thế này, thì ông nên chấp nhận đi, để con đưa ông đi về đó đi, về chùa về núi, để mà về đó mình thứ nhất là mình sẽ được sư thầy trên đó có cái ngày dùng nè, rồi mình được bề trên cho nghe kinh niệm Phật đọc chú nè, để giảm bất nghiệp nè, rồi mình được chỗ ở nữa. Với lại phần cái đặc biệt nhất á, nếu ông chấp nhận để con gửi ông đi về đó trong tu hành á, thì một chút xíu trước khi đi con sẽ sửa lại khuôn mặt, sửa lại cái hình hài cho ông được đẹp trai y như lúc mình còn sống, để mình có thể là mình về đó dễ dàng tu tập hơn, mình khỏi phải ngại ngùng về cái vẻ cái diện mạo mình hiện tại bây giờ, mình sẽ tốt của mình hơn. Ông thấy sao? Nãy giờ tao cũng nghe mày nói nè, từ lúc tao già tao mất đi á, xuống tao cũng ước nguyện tao có thể sớm ngày được chuyển kiếp đầu thai, nhưng mà không hiểu sao mà thời gian nó lại ra cái hình hài như vậy. Thì hôm nay gặp được mày rồi thì mày nói mày giúp đỡ tao có thể là sửa lại cái khuôn mặt được như trạng thái ban đầu, Dạ đúng rồi. với cái thứ hai nữa mày sẽ giúp đỡ tao về chùa về núi để cho tao đọc kinh niệm Phật tu hành học đạo để có thể sớm ngày được chuyển kiếp đầu thai. Thì cái ước nguyện của tao á, có thể sớm được chuyển kiếp đầu thai làm lại một kiếp người mới lâu dữ lắm rồi, Dạ. nhưng mà cái ước nguyện nó không có thành hiện thực thì tao cứ lang thang cho tận đến bây giờ. Thì hôm nay gặp được mày, mày giúp đỡ tao được rồi thì tao xin nghe lời mày luôn, tao Dạ. sẽ buông bỏ tất cả những chuyện trước đây qua một bên và sẽ nhờ mày sửa lại cái khuôn mặt giùm cho tao, rồi đưa giùm tao đi về chùa đi. Về cảnh ta sẽ ráng cố gắng đọc kinh niệm Phật cho thật nhiều vô, ngày ngày ta thật là đọc nhiều vô nữa để Dạ. có thể sớm được chuyển kiếp đầu thai như cái ước nguyện của tao à. Dạ, thật sự ông nếu ông chấp nhận nghe là rất là tốt. Tự mình ở đây rồi nhiều khi ông nói ông sợ quỷ dữ quánh ông. Hiện tại ông giờ thật sự không có nói. Ông giờ cũng là quỷ rồi, chứ ta không phải là hồn ma hết đâu. Đúng vậy, nhìn hình hài của tao ghê quá. Dạ. Rồi thôi thì bây giờ nếu đã như vậy rồi, anh mà chấp nhận được gọi ông đi về chùa về núi trong tu hành á, thì giờ con sẽ làm đúng theo cái lời con hứa, thì con sẽ sửa lại cái hình dạng cho ông, và sau đó con sẽ gửi ông đi về chùa về núi trong tu hành đạo ha. Ừ, mày Dạ. giúp đỡ giùm tao đi. Dạ, vậy thì bây giờ ông chắp tay lại khẩn cầu và niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì con sẽ làm cho. Vậy đúng không? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nó rồi đẹp trai lại rồi đó. Không coi coi dậy ổn chưa? Mấy cái răng mất tiêu rồi, vậy là con mới khỏe đó. Đó, hồi nãy Ê răng. mày, Hả? mấy cái răng của tao mày bẻ dục đi đâu hết rồi? Có đâu, con có vẻ đâu. Trời ơi, vẻ đó. Ghẹo mày chơi. Ủa mày sửa nhìn lại ngon quá, Ngon ngon nhìn láng lứt. không? Thôi, phải Cảm ơn vậy. nha, cảm ơn. Không, có gì, có Mất gì. hết mấy cái nanh rồi, Dạ. mừng quá. Nói chung là con cậu cảm ơn ông là lúc vì hồi nãy ông đã tin tưởng con. Chứ mà hồi nãy con ở trong tay ông rồi, mà ông không thả con ra thì chắc con nãy giờ này chắc cũng đi theo ông bà rồi, chứ không còn ở đây đâu. Tao tin tưởng mày mới nhờ mày sửa lại cho tao đó, chứ mày Dạ. sửa khuôn mặt tao không được là mày tiêu với tao rồi. Nữa vậy đó, hở ra cái hâm, hở ra cái giò, khổ thiệt chứ. Nhỏ hiền khô cứ hở ra bị quánh suốt. Thì bởi vì tao thấy mày cũng có cái bản ngã hiền, bởi vì tao mới tha cho mày lúc nãy đó. Dạ.
Thôi bây giờ con sẽ đưa ông đi luôn nha, về đó cố gắng tu học thật tốt nha. Nhưng mà về tới cổng thì nhớ trình diện với ngài ở cổng để mình sẽ được vào nha ông. Nhớ những lời mà chỉ dặn. Dạ, rồi về đó thì rảnh rảnh con sẽ lời con thăm. Ông chắc chưa đi chưa tôi đi đầu thai được đâu, chứ còn lâu lắm. Rồi, tao biết rồi. Dạ, bye ông. Môi thật. Rồi cả nhà thì cũng may là ngày hôm nay mình đến đây. Chúng người vong linh quỷ dữ này cũng hiền không dữ nha, nha. Gọi là hiền. Nói chung là không biết hiền hay tại vì cái miệng nó cũng dẻo quá, chắc nhờ cái miệng cũng dẻo đỡ khổ nha. Thì cuối cùng cũng đã độ hóa được cái vong linh này. Để gỡ mình về chùa núi thành được đạo nha. Nhưng ngày này rất là ghê, trăng năm ra cái mặt xương không nha. Nãy mới dở cái nhà mình thấy không? Rồi thì có lẽ thì con kết thúc cái video đây luôn đó nha, để con dọn dẹp bàn thức đi về mình tiếp tục mình đi giúp đỡ những mình chỗ khác nữa nha. Dạ thì cuối video thì cho phép con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình người thân của mình, đặc biệt là thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe và thanh tâm an lạc trong việc cuộc sống ạ. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại các nhà mình ở những video sau.